Với kết quả vừa công bố, bạn Thanh Hải và bạn Nhật Thảo là hai quán quân của kỳ huấn luyện tháng 9 tháng 10 hướng dẫn viên Sài Gòn Tourist khối lịch nội địa. Thì cho đến giờ này Hải cảm giác như thế nào, cảm xúc của mình? Thực sự là cảm xúc của em rất là vui sướng. Khóc ở đây không phải là mình ủy mị, mà là khóc từ giọt nước mắt từ chính trong cái cảm xúc mình ra. Bởi vì ban tổ chức giữ kết quả đến phút chót, và trong quá trình như vậy thì thực sự em không biết được nguồn thông tin gì hết. Và đến đây thực sự rất là cảm xúc, không biết nói gì. Với kết quả như thế này thì trong công việc của em sắp tới nó có những cái thay đổi gì hay không? Em nghĩ là phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Và trong công việc và thường ngày như vậy, em vẫn là phải như mọi người bao giờ. Ok. Vẫn cố gắng trong công việc của mình, để tôi mong mỗi chúng tôi thành công và mang một chiến thắng. Ok. Chúc mừng em em. Còn bạn Nhật Thảo, cảm xúc em lúc này như thế nào? Nếu có một lời nhắn gửi đến các bạn cộng tác viên trẻ thì em sẽ nhắn gửi điều gì? Trong công việc và cũng như cuộc sống của Hải, Hải rất tâm đắc một câu của người ta. Okay. If you learn to fail, you fail to learn. Okay. Nghĩa là nếu như bạn không chuẩn bị chuẩn bị thành công, và bạn hãy chuẩn bị thất bại. Okay. Và trong mỗi công việc thì Hải luôn luôn chuẩn bị. Rồi, chúc hai em với sự thành công ngày hôm nay sẽ là một cái tiền đề để tụi em bay cao, bay xa hơn nữa trong cái mái nhà chung Sài Gòn Tourist, góp phần xây dựng thương hiệu, đáp lại cái lòng mong mỏi của du khách và đưa Sài Gòn Tourist trở thành một trong những cái thương hiệu lữ hành hàng đầu Việt Nam và khu vực. Chúc mừng hai em nhé. Ok. Một lần nữa, công chỉ là người đại diện cho ban huấn luyện công bố theo số điểm đã được tính dựa trên công thức thành. Với số điểm là tức là theo công thức tính thì chúng ta sẽ ra cái thang điểm theo điểm 10 và maximum cao nhất là 10 điểm các chị nha. Với số điểm bằng nhau là 8,9 điểm. Xin chúc mừng ba bạn đã xuất sắc giành được thứ hạng 4 trong top 9 này. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Duy và Trần Quốc Linh.
điểm chỉ trên nhau có 0.1 thôi, đó là 9 điểm. Tức là trong top này là số điểm trên nhau rất là ít. Xin chúc mừng ba bạn với số điểm 9 điểm đã đồng hạng 3. Xin chúc mừng bạn Dương Thùy Dung, bạn Nguyễn Bảo Việt và bạn Lê Vũ Thành. Chính bạn chúng ta hãy cùng nắm tay nhau. Như chúng ta đã cùng nói, tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng. Sau đây Tấn Công xin công bố top 3. Tấn Công xin phép công bố trong top 3 này chúng ta có hai trường hợp bằng điểm nhau. Đầu tiên với số điểm là 9.1 điểm thôi, tức là trên nhau cũng chỉ có 0.1 thôi các anh chị. Xin chúc mừng cộng tác viên Võ Phúc Hoàng đã xuất sắc giành được giải nhì. Và với số điểm là bằng nhau 9.2 điểm, xin chúc mừng hai bạn Ngô Nhật Thảo và Trần Thanh Hải đã đạt giải nhất. Anh Minh Hải sẽ cùng trường hình với